Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của 88 Studio và lại là mình Cận đây. Thật tình là hôm nọ mình cầm con lốc này thì mình vừa có khen nó hơi bị kiểu lên trời một tí. Nào là 30506GB ngon nhất tầm giá, nào là laptop gaming đáng mua nhất tầm giá dưới 20 triệu rồi thì màn đẹp này nọ kia. Nhưng mà đến ngày hôm nay khi mà mình cầm trên tay cái phiên bản sử dụng card họa Intel ARC A530M thì mình phải thú nhận là những cái gì mình nói hôm trước ấy, nó không sai một cái gì cả các bạn ạ. Cái con 30506GB kia thì nó vẫn là một cái lựa chọn rất là ngon, best choice dưới tầm giá 20 triệu. Còn với cái phiên bản sử dụng A530M này thì mình thấy nó cứ hơi bị ngáo giá quá. Và nó đang không thể hiện được bất kỳ một cái lợi thế nào về mặt hiệu năng hay là sức mạnh so với lại những cái chiếc laptop gaming ở trong cùng tầm tiền. Thế thì câu hỏi đặt ra là liệu rằng nó có một cái điểm gì để gỡ gạc nữa hay không, thì chúng ta hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau phần intro nhé. Và có một tin buồn là rất có thể là nó sẽ chẳng gỡ gạc được bất kỳ một cái gì cả. Tại vì cụ thể cái con lốc sử dụng A530M này thì nó sẽ y xì đúc cả lò như một so với lại con 2050, 3050 và 4050 hôm trước ở những cái trang bị thành phần phần cứng đi kèm. Nó chỉ khác duy nhất ở phần cấu hình, cụ thể là card đồ họa giữa NVIDIA cũng như là Intel mà thôi. Và cũng rất may là cái phiên bản lốc 30506GB hôm trước cũng như là con A530M này thì nó sử dụng chung một CPU, nên là mình cũng sẽ dễ phân tích về mặt hiệu năng dành cho các bạn hơn. Vậy thì bây giờ hãy cùng đến với cái hiệu năng khi mà chơi game của hai con máy trước đi, vì dù sao đây cũng là mấy con gaming mà. Riêng về cái bản gaming này thì ban đầu mình có hơi bất ngờ cũng như là có phần kỳ vọng một chút khi mà cái số điểm benchmark ở trong bài test TimeSpy 3D Max của con A530M cho ra một cái số điểm gần như là tương đồng với lại RTX 30506GB. Và đồng thời khi mà check những cái công nghệ đi kèm thì mình phát hiện ra là con A530M này nó có một khả năng, đấy là nó hoàn toàn có thể lấy RAM của hệ thống để chuyển thành VRAM nếu như VRAM của chúng ta bị tràn. Và mình đã nghĩ là số điểm cao này cộng với tính năng rất là xịn sò đúng không, thì nó chơi game cũng sẽ rất là ngon. Nhưng mà khi mà vào test game thực chiến thì FPS của nó thua khá là sâu so với lại con 30506GB hôm trước. Và cụ thể là thua đến tầm khoảng 40%. So với những laptop sử dụng RTX 3060 Ti thông thường thì nó sẽ thua vào tầm khoảng từ 10 cho đến là 15%. Nhiệt độ thì nó sẽ chung hệ thống tản nhiệt với lốc, thế nên là mình thấy nó đều khá là mát và ổn định như nhau, nên là mình sẽ không có đánh giá nhiều về cái phần này nữa. Kết luận lại thì riêng ở cái phần chơi game này có lẽ là nó đã gần như là thua đứt đuôi rồi. Thì chúng ta hãy cùng chuyển sang đến cái tiết mục là làm việc xem là cái con A530M này nó có xử lý được tốt hay không nhá. Về khả năng làm việc thì với những cái dòng card ARC, Intel sẽ tích hợp vào đây cho chúng ta một cái bộ encoder giúp cho chúng ta có khả năng render với những cái project ở trong Adobe nhanh hơn. Và đấy là Intel họ nói thế. Trên thực tế thì trước đây chúng mình cũng đã có test cái tính năng này rồi, và lần này khi mà test lại một lần nữa trên A530M thì mình thấy đúng là nó cho ra một khoảng thời gian render tương đối là nhanh nếu như phải so với lại 30506GB cùng với một project như thế. Tuy nhiên thì khi mà chạy cái bài Project System ấy thì nó cũng chỉ cho ra một số điểm là tương đương với lại RTX 2060, kém RTX 3060 khá là nhiều. Thì khi mình add vào đây những cái hiệu ứng có độ phức tạp cao thì RTX 3060 nó vẫn cho mình cái khả năng xử lý hay là preview nó mượt mà hơn hẳn. Mà thông thường thì như chúng ta đều biết rồi, cái khoản edit mới là cái khoản mà nó ảnh hưởng nhiều tới cái trải nghiệm của chúng ta. Còn lúc render thì gần như là nó lại không ảnh hưởng bất kỳ một điều gì hết. Vậy nên là mặc dù là thời gian render nó có nhanh, nhưng nó sẽ không thể hiện được nhiều về cái sức mạnh của cái bộ encode và decode ở trong A530M khi mà sức mạnh phần cứng của nó lại kém hơn hẳn so với lại 3060. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra một kết luận, đó là ở cái khoản khác biệt duy nhất là về cấu hình cũng như là hiệu năng, thì cái con A530M này nó đang hoàn toàn chưa đáng để chúng ta phải bỏ tiền ra mua ở trong tầm giá. Vì chỉ cần so với những option khác của lốc thôi thì nó cũng đã không phải là một cái cấu hình đạt được cái mức P/P đủ cao để cho chúng ta tối ưu về mặt kinh tế rồi. Mà mình dự đoán nhá, nhiều khả năng là cái sự ngáo giá của con lốc này nó đến từ chính cái sự ngáo giá của ông Intel luôn. Vậy giá trị của cái bản lốc full combo Intel này sẽ là gì? Thật sự thì mình cũng không biết giá trị của nó là gì ở cái tầm giá này nữa. Trên thực tế thì Intel ARC A530M đem lại cho mình một cái hiệu năng không phải là quá yếu. Driver hay là những cái cập nhật về tối ưu phần mềm nó cũng đã làm tốt hơn so với lại cách đây một năm rất là nhiều. Tuy nhiên thì hiện tại mức giá của nó đang hơi cao, và nếu như trong tương lai khi mà nó hạ xuống cái tầm giá của RTX 2050 thì mình nghĩ cũng sẽ là một cái option phiên bản đáng để các bạn có thể thử tham khảo qua. Đặc biệt là với những các bạn nào mà ít chơi game, thiên về làm việc nhiều hơn thì có thể thử chọn sang cái dòng Intel ARC này để có được một cái thời gian render nó thấp hơn so với lại RTX 2050 thì cũng sẽ là một lựa chọn tương đối là tiện dụng. Còn bây giờ thì chắc là thôi, mất công so sánh con này với con Nitro V, xong cuối cùng phát hiện ra là cả hai con đều ngáo giá như nhau các bạn ạ. Vậy thì sau khi mà xem xong video này thì các bạn có cảm nghĩ như thế nào về cái phiên bản lốc full combo đến từ nhà đội xanh này thì hãy để lại cho mình comment ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo đến từ 88 Studio.